Đây là người dân Lào đập lúa ngay tại ruộng mọi người nhá. Đấy. Lúa của người Lào thì người ta gặt xong khi khô thì đập ngay tại ruộng luôn. Trời cũng gần tối rồi. Đấy, người ta đập và nhanh để khỏi bị trời tối thì rất là khó để có thể làm được. Đây, mặt trời chuẩn bị xuống núi mọi người này. Anh đi miền Nam không chào à, bố men nọ. Ừ. Đấy, có một người Lào chuẩn bị đến thì bốc lúa lên xe. Quê Lào mọi người nhá. Đây, đây là xe máy cày mọi người này. Ở Lào mỗi nhà thì sẽ có một máy cày, giống như người dân Việt Nam có mỗi hộ một con trâu. Thì bên Lào không có trâu thì người ta sẽ có máy cày. Lúa sau khi đập xong thì người ta sẽ bỏ vào nhà đựng lúa luôn chứ không cần phải phơi thêm bất kỳ lần nào mọi người nhá. Lúa chắc chắn khô rồi người ta mới cho vào máy đập.
Ở Lào thì thường người ta trồng lúa là một năm một vụ mọi người nhá. Đấy, một năm một vụ. Thì còn vụ thứ hai thì có nhà làm nhà công. Thường thì người ta chỉ làm một vụ. Sau khi gặt xong thì người Lào sẽ để đất trống như vậy, rồi sang năm lại tiếp tục trồng lúa, chứ không giống như Việt Nam một năm có hai vụ lúa, đó là vụ năm và vụ